Xin chào cả nhà, Dũng Gia đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa gấp nhiều lần. Hôm nay mình sẽ demo bộ thư viện khủng long bạo chúa full không che, tức là từ A tới Z. Và đương nhiên bất kỳ một phần mềm hay bộ thư viện nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích ưu điểm và nhược điểm của bộ thư viện này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói đến ưu điểm của bộ thư viện khủng long bạo chúa này. Ưu điểm đầu tiên, chúng ta có thể tra cứu online, học tập trực tuyến, tải về tùy các bạn. Nhưng có lẽ ưu điểm lớn nhất chính là các bạn có thể tiết kiệm được ổ cứng. Các bạn không cần mua ổ cứng, không cần lo lắng mất tài liệu hay mỗi lần mất tài liệu phải đi phục hồi ổ cứng nữa, mà chúng ta lưu tất cả lên đám mây và chia sẻ với nhau, học và làm việc trực tuyến bất kỳ lúc nào. Và theo lẽ đương nhiên, có ưu điểm thì chắc chắn sẽ có nhược điểm. Nhược điểm duy nhất là chúng ta chia sẻ trên đám mây thì các bạn cần phải có một đường truyền mạng ổn định để học tập online cũng như tải thư viện về. Đơn giản vậy thôi. Và ngay bây giờ, mình sẽ demo nhanh, đỡ mất thời gian của các bạn cũng như mình cũng đỡ mỏi miệng. Đầu tiên, mình sẽ di chuyển trỏ chuột vào phần DVD Dũng Già Pro này. Mình có thể kéo xuống, các bạn thấy rằng mình có 28 phần mềm tất cả chuyên đồ họa. Từ những phần mềm 3D tới phần mềm 2D. Thậm chí cả phần mềm nặn tượng Redbird. Ở thư mục đầu tiên chính là DVD Dũng Già Pro. Đây có 3 DVD của mình bấm vào đây. Các bạn thấy rằng có Bodymark, Photoshop, Lumion. Nhưng khi mình bấm tiếp tục vào thì ở dưới này chia ra các thư mục rất dễ truy cập. Bây giờ mình bấm đại vào thư mục nào đó. Các bạn thấy rằng bên này chúng ta sẽ được demo file thực hành có. Các bạn có thể bật trực tiếp video để xem trực tuyến được. Điều này rất tiện lợi. Không như những lần trước mình có up những file và có password và chia sẻ, nói chung khá rộng nên bị xóa nhiều lần. Còn rút kinh nghiệm, mình sẽ không chia sẻ một cách rộng rãi như vậy nữa để đỡ mất tài liệu. Các bạn cũng có thể vào những thư mục khác. Các thư mục này mình chắc chắn với các bạn là toàn những video có thể bật trực tuyến và xem. Chúng ta thu gọn lại, tương tự chúng ta có DVD Photoshop và Lumion. Mình có thể xả xuống cho các bạn thấy. Rồi, các bạn thấy không? Mình bấm bất kỳ thư mục nào, các bạn cũng có thể coi video trực tuyến được. Có file thực hành đi kèm, rất tiện. Còn nếu như bạn nào mà chúng ta muốn tải về thì đơn giản thôi. Cứ kéo chọn, thậm chí là cả một folder, các bạn chuột phải, bấm tải xuống hoặc tạo bản sao vào ổ drive của chính mình. Khá là tiện lợi. Tôi thu nhỏ lại và sẽ demo nhanh những phần tiếp theo. Nếu như chúng ta nói dông dài thì có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tiếp theo là phần map thư viện vật liệu. Chúng ta xả xuống. Ở đây có hai bộ thư viện, một là thư viện tiêu chuẩn và hai là thư viện Dũng Già Pro. Thì bộ tiêu chuẩn bao gồm tất cả những map mà các bạn hay dùng. Còn bộ vật liệu Dũng Già Pro này là những bộ vật liệu có thể nói là rất đẹp. Chúng ta cùng nhau bắt đầu với bộ tiêu chuẩn nhé. Các bạn bấm vào đây. Các bạn thấy không? Xả ra chúng ta có 35 thư mục bên trong. Và giờ mình vào thư mục đầu, ví dụ như map gỗ đi. Tôi bấm vào. Thì có map gỗ kiểu, map gỗ sàn, nói chung là rất nhiều map gỗ. Các bạn có thể từ từ khám phá, nhưng mình có thể bấm vào đây xem map gỗ sàn. Thì bên này sẽ liệt kê tất cả map gỗ ra cho các bạn. Và đương nhiên các bạn có thể sử dụng thoải mái. Nói chung là nhiều lắm. Mình nghĩ rằng các bạn cần phải khám phá nhiều hơn nữa ở đây. Đang quay tức là còn tải bên dưới nữa. Mình nghĩ rằng đây bộ thư viện mà các bạn có thể sử dụng cả một đời để đi thiết kế được, áp dụng ô vật liệu. Còn nếu như các bạn muốn xem review trước thì nhấp đúp hai lần chuột trái. À, xin lỗi các bạn, nhấp đúp thì không phải. Nhấp hai lần chuột trái hoặc là chuột phải, các bạn bấm xem trước thì ngay lập tức sẽ loát lên chúng ta. Tôi có thể bấm zoom lớn lên để kiểm tra chất lượng. Tôi kéo này, các bạn thấy không, rất bự. À, không muốn thì chúng ta có thể bấm ra ngoài hoặc bấm vào đây để thoát ra. Ok, ngoài ra chúng ta có map phú vật dụng veneer hay là map only one. Mình cảm thấy nếu mà bấm này thì chắc là cũng khá lâu. Thôi thì mình thu lại để mua một vài thứ quan trọng thôi. Còn đâu các bạn có thời gian thì có thể vào và khám phá thêm. Map giấy dán tường chẳng hạn. Ngay cả giấy dán tường các bạn cũng thấy rằng trong có 36 thư mục. Và mình bấm ngẫu nhiên cho dễ. Để các bạn thấy trong mỗi thư mục này lượng giấy dán tường khá nhiều. Là tùy vào tốc độ mạng chúng ta có thể load nhanh hay chậm. Các bạn thấy nhiều không?
vẫn còn lót bên dưới này. Mình thu lại. Rồi map vài tổng hợp map trang trí. Ở đây chúng ta có PSD ghép ngoại thất, chính là những file shop mà các bạn hay ghép bên kiến trúc đấy. Mình bấm vào. Đấy, rất là nhiều. Mình nghĩ rằng ở đây chắc phải tầm gần 200 GB file này mất. Nhiều lắm luôn. Ảnh bên cạnh để chúng ta xem là trong file đó chứa gì. Ví dụ như file này chẳng hạn, mình nhấp lên. Các bạn chờ một lát bởi vì đường truyền mạng bây giờ hơi chậm. Để chúng ta xem trước hình ảnh chúng ta có thể tải xuống. Rồi, ok. Các bạn thấy hình ảnh tải lên là trong file PSD chúng ta có những đối tượng này. Và các bạn có thể tải về file bên cạnh. File bên cạnh này chính là file mà các bạn cần tải về để chúng ta phục vụ cắt ghép. Hoặc nhiều hơn nếu bạn muốn ở dưới này. Ngoài ra chúng ta có cây ghép xốp này. Cây 2D, cỏ, chậu cảnh, cây trong vườn, cây thấp, cây mặt bằng. Mình đã sắp xếp vô cùng hợp lý và khoa học cho các bạn tra cứu. Đây là hình demo, còn hình này là, còn file này là chúng ta sẽ tải về, các bạn có thể chuột phải và download ngay. Ngoài ra chúng ta còn có thư viện mây nữa các bạn. Nghĩa là các bạn có file shop PSD của mây. Sau khi các bạn cắt ghép rồi có thể quăng mây vào cho cảnh xem sinh động. Chúng ta có cây mặt bằng. Ngoài ra chúng ta cũng có thêm cả map HDRI cho mấy phần mềm 3D đó các bạn. HDRI bầu trời này, kim loại hay tổng hợp hay là bộ Peter HDRI. Nhiều lắm các bạn. Đây là hình demo, còn đây là file chúng ta cần tải. Đơn giản rồi các bạn, mình bấm vào đây này, Peter HDRI này. Thì đầy đủ 5 pack. Hay ở đây chúng ta có những bộ bầu trời phong cảnh của Deep Sky, độ phân giải cực lớn. Ở các cái vôn phong cảnh 123 và nhiều thứ khác nữa. Các bạn cũng có thể có phần mềm HDRI nữa. Tức là các bạn sẽ chỉnh sửa. Mình đã có lưu và bẻ hết trên drive rồi. Thôi bây giờ mình tạm đóng lại. Đèn ES sử dụng trong 3D và những phần mềm 3D. Mình có bộ đèn này. Các bạn sẽ thấy choáng ngợp bởi vì nó khá nhiều. Bản thân thì mình cũng chưa bao giờ dùng hết từng đây cả. Thú thật các bạn là như thế. Còn nếu bây giờ mình kéo chuột xuống chắc cũng khá mỏi tay đấy. Các bạn thấy không? Loát nhiều lắm. Đây là một bộ. Hai bộ này, đèn nội thất cơ bản này thì có lẽ sẽ ít hơn chút. Bởi vì đây là những bộ mà hay dùng. Không nhiều. Còn mấy em tổng hợp này chắc là cũng khá khá. Các bạn cứ kiên trì nghe mình demo nha. Bởi vì khá nhiều. Rồi mình thu lại. Còn nhiều lắm, map trái cây, map đồ ăn. Nhiều. Ồ, nhiều quá. Phương tiện, hình xăm, chim thú. À, có những map mà mình cũng chưa bao giờ dùng. Nhưng mà mình cứ up lên đây cho các bạn. Bạn nào dùng thì dùng. Ở đây thì có bộ map pro này. Có những bộ mà nguyên luôn. Tức là bao gồm rất nhiều map một cách khoa học và tiêu chuẩn. Mình bấm dưới này. Tường cũ này. Rồi. Rất đẹp và chọn lọc. Toàn map bự. Đấy. Đá đẹp nè. Rồi map tổng hợp, gạch men, nói chung nhiều. Nhưng mà thôi, thu lại đã. Bởi vì chắc phải tốn nhiều thời gian lắm. Bây giờ đến phần video nhé các bạn. Chúng ta có thể học online. Sở dĩ sao mình nói thế, ở đây chúng ta Sketchbook chính là phần mềm, nói chung là phác thảo, gọi là vậy, nhưng mà mình cũng thể hoàn thiện được. Đây là một phần mềm hãng Adobe. À nhầm, đây là phần mềm của hãng Autodesk. Các bạn có thể bấm vào. Trong mỗi đối tượng này chúng ta sẽ chia ra nhiều bài học. Mỗi thư mục chính là một bài học cho chúng ta. Và trong một bài học sẽ chứa nhiều video. Mình bấm vào. Ví dụ mình bấm trực tiếp vào đây. Thì chúng ta thấy ngay ở đây sẽ có rất nhiều video. Nhiều hay ít tùy vào từng bài bạn. Và file project chính là file để chúng ta thực hành. Bây giờ mình có thể bấm lên để xem demo trong này. Bài họ sẽ dạy những gì. Chuột phải đi. Xem trước cho dễ. Các bạn chờ chút. Bấm play luôn này. Mình cho nhỏ nhỏ tiếng lại chút. Rồi. Ở đây độ phân giải có thể chỉnh ở đây. Đó, HD. Cũng tua được như bình thường. Đó.
Ở trong này họ sẽ hướng dẫn mình vẽ cô gái này với phần mềm này. Đây là demo. Và những video còn lại thì họ sẽ chỉ chúng ta từng bước một để tô và vẽ ra hình cô gái này thì thôi. À, mình tua này cũng khá đẹp. Ok, nhanh ngay vào luôn chuyển qua thứ khác. Công ty chúng ta sẽ còn nhiều thứ phải demo lắm. Mình thu nhỏ lại, đó là sketchbook. Ngoài ra còn hãng Linda VTC hay là Greenside. Nói chung là nhiều, các bạn có thể bấm từ từ. Mình thu lại. Ở đây chúng ta có Photoshop nữa này. Có video tiếng Việt. Tôi bấm vào. Có 32 DVD CD của chú Dương Trung Hiếu, khá nổi tiếng từ xưa đến nay rồi. Mình bấm vào này. CD 1 tới CD 32, không thiếu gì cả. Bấm đại đây. Voice, chờ xíu xíu. Đây, vì mình có tải ở Hải Phòng ít từ lâu lắm rồi đó. Các video và các file kèm. Hay là mình nghe giọng chú Hiếu một chút ha. Nhấp vào, chờ xíu. Các bạn hết sức kiên nhẫn nhé, bởi vì Phần mềm mắc nó rồi khá nhiều. phần mềm thực tế đánh giá được không Đấy, các thì bạn thấy chỉ chưa? cần giả sử con cái hình như thế Đầy này đủ cả. À, nghe giọng chút xíu thôi, mình bỏ qua nha. À, chúng ta thu lại và tiếp tục qua phần tiếp theo. Hay là 6V hậu kỳ ảnh của chú Hiếu này. 3V blending, các vôn chân dung đẹp này. 3V blending trước, tức là họ dạy chúng ta là blend màu á. Các bạn bấm vào đây. Rồi, chúng ta có các video, có ảnh, đầy đủ hết. Thôi bấm vào đây xem qua chút xíu. À mà thôi, còn nhiều lắm. Để các bạn tự bấm thì hay hơn. Có mấy DVD hiệu ứng hay nữa này. Ngoài ra chúng ta có video tiếng Anh. Này chắc là khủng bố. Video Pro Photoshop. Bấm xuống. Chúng ta có 1, 2, 3, 4. 4 DVD Design Select. Nó quá nổi tiếng rồi. Mình bấm thử vào cho các bạn thấy. Hay là Photoshop Top Select 5 DVD. Mình bật lên thì các bạn chắc chắn sẽ thấy nó quen thuộc lắm. Các hiệu ứng. Đó. Rồi bấm vào trong nữa thì chúng ta sẽ có các video kèm theo các hiệu ứng. Và họ dạy chúng ta làm sao đánh hiệu ứng đó thì thôi. Rồi, Portrait phải thực hành. Và đây là video dạy chúng ta ra những hiệu ứng như thế. Mình thu nhỏ lại. Nói chung các DVD còn lại thì cũng tương tự. Có thể mình bấm vào phần Top Select này cho các bạn thấy. Wow, bấm vào đây. À, họ chỉ cho mình 2 này. 3, 4, 10. 10 video và 10 hiệu ứng khác nhau. Và họ dạy chúng ta làm từ A tới Z. Mình có bắt chước cái món này là một hình bìa của mình. Các bạn chắc đã nhận ra. Mình bấm vào đây. Thoát ra luôn. Thu nhỏ lại. Chúng ta có Fair Pro. Này là chú Đặng Văn Hưng bên thư viện đồ họa có đóng góp. Ông chú ấy cũng máu me sưu tầm lắm. Tôi sẽ bấm vào từng thứ một. Bấm vào này. Ở đây có bao nhiêu nhỉ? Hiện tại đang có 31 hiệu ứng mà chúng ta có thể học hỏi được. Ví dụ bấm vào hiệu ứng fashion này. Sẽ có ảnh demo cho chúng ta nhìn để học theo. À, khi xử lý sẽ ra tấm ảnh y xì như thế này. Còn bên cạnh là video hướng dẫn thực hiện. À, Live Fairy thì đó. Tiếng Anh không giỏi lắm, các bạn thông cảm. À, nó ra thế này. Hiệu ứng cũng khá hay. Đây có thể nói là một bộ full, không che, đầy đủ. Rồi nhiều nữa, bên Gumroad, đây cũng là một hãng khá mới. Rồi bấm vào đây để cho nhanh này. Ở trong một thư mục 17 này. Nói chung cứ trung bình một thư mục này cứ dao động từ 20 đến khoảng 5-60 bài, có cả hơn 100 bài. Các bạn cứ từ từ nghiên cứu và học hỏi. Mình nghĩ rằng học cả đời chẳng hơn hết. Mà do mình học không hết nên mình up lên đây hỗ trợ các bạn học hỏi. Rồi InDesign hay là trang lynda.com này chắc là các bạn cũng quen lắm với một vài bạn hay sưu tập.
Mình sưu tập từ set 3, set 4, set 5, set 6 tới CC hiện tại là mới nhất. Ngoài ra chúng ta có InSQL, V2B hay là Jutil. Rồi, xem có bao nhiêu. Ồ, Jutil có lẽ hơi nhiều. Tới 75 thư mục, là 75 hiệu ứng, 75 bài khác nhau. Và trong 75 bài đó thì mình bấm thôi, ngẫu nhiên một bài để các bạn thấy rằng trong đó có nhiều video hay ít video để chúng ta học hỏi. Ở đây có khoảng 2, 4, 6, 6, 12, 15 bài thôi, 15 video thôi. Nhưng mà video nào đầu tiên cũng là phần demo để chúng ta học gì đó trong này. Thôi bấm vào đi, hình như ở đây dạy học Brut thì vậy. Đương nhiên các bạn có kiến thức cơ bản rồi thì đây có lẽ là một bộ thư viện rất cần cho các bạn để mở rộng thêm kiến thức. Nói chung là tiếng Anh hay tiếng Việt bây giờ cũng không quan trọng nữa, bởi vì dạy video thì họ chỉ các bạn thao tác trên màn hình, hoàn toàn chúng ta có thể học được nếu như có tiếng Anh. Nếu như các bạn biết tiếng Anh thì nó sẽ nhanh hơn và học được những kiến thức chuyên sâu hơn. Còn đâu nếu như chỉ biết tiếng Việt thôi thì chúng ta có thể làm theo thao tác. Và mình không giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà cũng đã từng học và ít nhất cũng học được nhiều thứ ở đây rồi. Họ dạy chúng ta cách tô màu. Tua đi tua cho nhanh nào, còn nhiều thứ lắm. Tua phát một tới dưới đi. Wow, mạng lag quá. Thôi thoát nha. Rồi, các hãng còn lại tương tự, nhiều vô số kể. Bạn nào học hết từng đây phần mềm và từng đây bài học, mình nghĩ rằng thánh thần chắc cũng thua. Hình thù lại nha. Tiếp theo đến AutoCAD. AutoCAD có tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng Việt thì mình chỉ có thể bấm cho bạn coi thôi. Còn là mình sẽ không demo phần tiếng Việt. Bởi vì có những phần đóng góp và những video nói chung là cũng dính díu tới bản quyền chút xíu. Mà nó mua ngoài cũng khoảng 200 gì đó một DVD, mình sẽ chỉ demo phần tiếng Anh thôi. Còn các bạn thì tùy. Mình sẽ bấm vào phần tiếng Anh cũng có chia là các hãng, rất ngăn nắp và khoa học, bấm vào. Linda này, cát 11, cát 14, 14 này, bấm vào này, để chia ra nhiều thứ nữa. Rồi các bạn vào trong này này, AutoCAD 14 Entertrial 1245, bấm vào cũng có các video để chúng ta học. Có lẽ hơi sâu quá rồi, mình bấm ra ngoài và chọn nào nó dễ hiểu, dễ bấm vào nhanh hơn để chúng ta demo thôi. Thằng Digital này chắc là dễ hơn. 21 video. Sorry, 21 bài học. Như là cũng có nhiều thứ để học đấy. Dựng hình 3D này. 3D CAD đấy nhá các bạn. Nói, dựng ra thứ này chắc cũng được. Nhìn cũng khá hấp dẫn. 3D CAD bây giờ thì cũng ít người dạy rồi. Mình nghĩ là như thế. Chủ yếu họ dùng 2D. Và 3D họ chuyển qua những phần 3D khác ưu việt hơn. Nhưng mà mình vẫn có những giáo trình nói chung là độc quyền ở đây về 3D của phần mềm AutoCAD. Đó đó kiểu vậy. Thôi ra ngoài. Còn nhiều lắm. Kẹt kẹt kẹt. Nói chung không nên bấm nữa, quá nhiều. Ở đây ông body mock này mình bắt đầu ngớn rồi. Nhiều quá. Bấm vào body mock. Tiếng Việt thì chỉ cho các bạn coi thôi. Như phần AutoCAD vậy thôi, nó dính dáng nhiều tới phần bản quyền bản két gì đó, các bạn vào coi có thể tải về. Còn mình demo phần tiếng Anh đi cho nhanh. Có phần cơ bản ngoại thất nội thất V-Ray chuyển động. Nói chung trong mỗi phần này chia ra rất nhiều thư mục, tôi thì demo ngoại thất này. Có 14 thư mục nói về chuyên mục ngoại thất, họ sẽ dạy các bạn từ A tới Z làm sao ra một ngoại thất như thế. Ví dụ thư mục đầu tiên. Hình chúng ta sẽ render và kết xuất từ A tới Z từ CAD qua Body Mock để chúng ta có một không gian phối cảnh thế này và ứng dụng Map của Google. Tôi thì demo thằng này chưa xử lý xong video, chắc chưa demo được. Chọn thứ khác vậy nhé, dưới này cũng còn nhiều lắm. Nói chung bấm đại đại đi, nhiều lắm. Rendering.
What the, thằng nào nhắn tin cho mình để phá video mình đây. Demo của bạn này. Đó, mọi cảnh. Còn đây là demo bằng video cho các bạn luôn, coi cho dễ. Các bạn chỉ cần có một đường truyền mạng ổn định, học những phần mềm này sẽ rất nhanh. Đã có kiến thức cơ bản rồi thì coi những video này nâng cao tay nghề cực kỳ nhanh. Vì vậy nếu mà muốn tiết kiệm chi phí thì các bạn chỉ nên đi học cơ bản thôi. Còn đâu hãy đến với mình. À, tùa nhà. Đấy, hôm nó ra vậy. Cả hậu kỳ luôn. Ông nước ngoài làm chi tiết này chứ. Cho mình làm này thấy mình thấy đuối. Ba DVD làm xong rồi, bây giờ cũng thấy nản rồi. Còn đâu để bữa nào mà rảnh rảnh thì hoàn thiện các DVD tiếp theo. Rồi, thu nhỏ lại. Ngoại thất này, nội thất này, kitchen. Một video gọi là toàn tập làm sao để các bạn dựng hình và render ra một căn bếp. Nói chung là khá long lanh. Cái này mình có cắt hình rồi nên các bạn nhìn cũng không rõ lắm, mà nhìn chung nó ra như thế. Và các video này sẽ hướng dẫn các bạn làm như vậy. Chúng ta có phần ổ bedroom này, nhiều lắm các bạn ơi. Còn nếu các bạn đang có ý định tải hết từng đây về thì các bạn nên suy nghĩ kỹ và chuẩn bị ổ cứng chắc tầm, mình nghĩ rằng trên dưới 10 TB, tức là 10.000 GB á, thì các bạn sẽ tải được hết từng đây. Còn đâu nếu như mà qua năm thì chắc là phải nhiều nhiều số lượng ghi hơn thì các bạn mới tải được. Nói chung là dựng hình từ A tới Z rồi render. Này, với một vài bạn đã có cơ bản rồi thì những tài liệu này mình nghĩ rằng cực kỳ quý giá, hoặc là không có điều kiện đi học thì các bạn vẫn có thể truy cập vào đây và học trực tuyến. Đây là những video về V-Ray, V-Ray 2.0 này, học học cách sử dụng V-Ray, rồi V-Ray Basic, rồi những vật liệu mà mình cảm thấy còn yếu như là vật liệu cũ mẩn gì đó này thì họ cũng dạy cho chúng ta. Làm vật liệu ra cái lu này, mình gọi cái lu không biết là chùm vại gì đấy, cũng khá là thật. Ngoài ra chúng ta có nhiều V-Ray ngoại thất này, chuyển chỉnh ánh sáng gián tiếp với ngoại thất, theo mình dịch sơ sơ là như vậy. Mấy cái này thì cũng theo mình nghĩ là nó cũng khá lâu rồi, nhưng mà cũng nhiều thứ mà để chúng ta cần phải học. Chắc tạm vậy thôi, mình thu lại. Ở đây chúng ta có phần chuyển động trong 3D Max, dạy animation. Nói tiếng Anh là thế. Phát âm đại đại thế không biết chúng không. 3D Max thì thôi bấm đi. Nhiều quá không biết bấm nào trước bấm nào sau. Animation cũng khá nhiều, 49 video. Nhiều lắm các bạn ơi. Bấm đại cái khác đi. Cái đó đây này, nhiều thứ quá. Bấm phần instruction đi để các bạn thấy rằng trong này nó dạy chúng ta chuyển động gì. À, mèo hay chó, chờ xíu các bạn. Rồi, có rồi, luôn là chất lượng HD. Và những chuyển động này hoàn toàn làm bằng 3D Max. Mình nghĩ cái này cũng khá quan trọng, khá hay. Nếu mà có thời gian bạn nào mà chuyên game hay làm hoạt họa thì ok. Đó, họ chỉ chúng ta từng bước một, rất khoa học. Và cuối cùng chúng ta sẽ được một chuyển động, chuyển động cơ bản nhất của chú cún con này. Đây không biết chó mèo hay là hổ báo gì. Nó nhiều khăn nước quá. Rồi, tạm vậy. Bạn nào đam mê animation thì nhớ vào đây. 50-60, nói chung là up chưa hết đâu. Từ từ. Body Mark này. Về ray nội thất ngoại thất mới xong phần video tiếng Anh. Chờ mình tí. Làm cốc nước đã cho ngọt giọng rồi mình sẽ demo phần thư viện. Rồi ok. Giọng đã trong hơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ demo phần thư viện Model Body Mark. Nói chung giới thiệu ở đây các bạn chắc cũng có thể hình dung được bộ thư viện này nó khủng bố cỡ nào. Bây giờ đến phần thư viện model.
phát âm cũng sai nữa, áp mốt hơn 150V đều có ở đây. Bấm vào đây cho dễ này, mà thôi bấm đây cho hoành tráng. Nhầm rồi, Ethereal trước. In chứ. Thư viện bên trong nội thất, gọi là những không gian phòng có sẵn. Ở đây chúng ta có bao nhiêu vôn nhỉ? 40V. Bấm vôn 20 chẳng hạn. Này chắc nhiều bạn có rồi, bởi vì đây là những bộ cơ bản nhất khi các bạn học những phần mềm 3D Max phải có. Bộ này về ô tô, file demo, còn đây là file tải xuống và vật liệu có sẵn trong này rồi. Chúng ta có thể chuột phải bấm tải xuống hoặc là chọn nguyên loạt, bấm tải xuống là xong, sẵn sàng ổ cứng để chứa là ok. Nói chung là 40V, các bạn có thể chọn bất kỳ vôn nào. Bấm lại bấm lùi đi, mình dám đảm bảo các bạn là những vôn này đều đầy đủ hết, bởi vì bản thân chính mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian để upload lên này. Hãy tưởng tượng bạn up 10.000 ghi lên Google Drive thì bao giờ xong. Bạn chỉ cần tưởng tượng vậy thôi, nếu mà đừng chuyển mạng ổn định thì một ngày bạn chỉ up một ngày thôi nhé. Mình nghĩ rằng được khoảng 50 GB là quá khủng. Ở đây chúng ta vào ở model. Ở đây có một điểm khá là hay. Hơn 150V. Nhưng mình phân chia khá khoa học. Có nghĩa là những vôn nào liên quan tới bàn thì mình có một màu này, hoặc là ký tự là bàn ở đầu. Tiếp theo tới số vôn, vôn 112 bao nhiêu này. Hoặc là ở dưới này chúng ta có phần liên quan nào, vôn nào liên quan tới bếp thì mình ký hiệu là bếp đầu tiên. Thì các bạn rất dễ tra cứu cây cối này, ghế giải trí, đèn ngủ, liên quan tới phòng ngủ, tủ ghế đầu giường, liên quan tới nhà ở, phương tiện, quần áo. Nói chung là rất bài bản và khoa học. Khi bấm vào bất kỳ đối tượng nào, ví dụ như là đây đi, gọi là giường đẹp, không biết có đẹp không. Một file bên cạnh đi kèm để xem, và trùng với số của file này là một file không có hiển thị review, thì chúng ta tải file này xuống thì chúng ta sẽ được cái file mà các bạn nhìn thấy hình bên cạnh. Còn muốn lấy vật liệu thì các bạn vào trong này lấy đúng idea vật liệu thôi, không cần phải tải hết thì sẽ rất tốn thời gian của các bạn. Phương tiện motorbike này, bấm vào, mình nghĩ rằng đây ngót nghét hơn 150V đấy. Đấy, khá đẹp, hoành tráng. Thôi, thu lên, thu nhỏ lại ngay vào luôn, bởi vì nó quá nhiều. Đó, đó mới là phần up model thôi. Interior vừa rồi hình như là 40 rồi. Vì là exterior mình nhớ là cập nhật đến 25V rồi. Hình như là vậy. Muốn biết thì chắc phải bấm vào đây. Và đương nhiên mỗi lần bấm vào sổ ra thì các bạn chắc đau tim, vì nó quá nhiều. Bạn thấy không? Rất bài bản khoa học. Thư viện mới của Bidrapshop. Bấm vào này. Interior Void 1 này, Void 2, Void 3, Void 4 này. Thú thực bây giờ công việc của mình ít dùng nên mình up hết lên trên này, vừa dự trữ và vừa chia sẻ. Void 4 này, bạn thấy sao? Khá nhiều và đẹp nữa chứ. 100 đối tượng trang trí, hình như là thế. Khá đẹp, tuyệt. Mình nghĩ rằng chắc rất nhiều bạn thèm bộ thư viện này. Bạn thấy không? Ủa, nhiều nữa. Hoa hết đẹp thế này. Sau khi bình bố quăng vào phòng nhấn nhá, rất là đẹp và sinh động. Hay là tủ kệ tivi, Future này, Media, đúng rồi, chắc là nó nguyên vách luôn. Bạn nào lười 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 xây dựng không gian, quăng tạch phát, render phát là xong. Khá là đầy đủ. Và đây laptop, thôi, demo laptop thì vậy thôi. Đến phần khác nữa. Mình nghĩ rằng khá đuối phần demo này, 51V đỉnh cao. Bấm vào đây coi. Old chair sofa. Nhiều lắm bạn ơi. Mình nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần từ nhiều rồi nhỉ. Chắc vậy thôi. Có những bôn như là giường cổ điển, giường hiện đại này, flower này, nói về hoa này, những hoa mà chắt lọc rất là tinh tế, những hoa mà bây giờ nó gọi là bị tuyệt chủng này. Thì những bộ thư viện này đều có hết. Nhưng mà máy này nặng lắm,
các bạn cho vào render thì cẩn thận đấy. 51 V. Bây giờ không biết để mua V nào nữa. Có là design collected này, bếp này. Thôi thì các bạn vào nhé. Tu 51 V này lại tới những phần khác nữa. Oh, 3D66 Pro này. Đó. Chia các thư mục rất là bài bản khoa học về phòng khách này, phòng ngủ này, bàn này, bàn trà, deco trang trí này, nói chung là cả sofa nữa nè, nhiều ơi là nhiều luôn. Hotel này cũng khá hay và đẹp đấy chứ các bạn. Thôi được rồi, nhỏ lại. Oh, accessory này, wow, rất ngạc nhiên bởi vì rất đông và rất nhiều. Mình nghĩ là mình cũng phục mình ở khoản đi sưu tập, vừa xinh lại vừa đẹp. Light, đèn. Thôi tu nhỏ nhanh ngay vào luôn cho vừa. Đâu rồi nhỉ? Accessory à, GGAC đó này, tàu khựa này. Có cả Body Sky Pro luôn nha, cũng đầy đủ đấy. Content, bag, frame, gold set, sofa, bàn này. Nói chung mỗi thứ chắc cũng bấm tí tí thôi chứ cũng khá mất thời gian. Mình nghĩ rằng thu âm nãy giờ chắc cả 10-15 phút này. Bạn nào mà coi được hết video này mình nghĩ rằng cũng khá kiên trì. Từ viện ra vẫn hết Creator hay Design Creator. À, bộ này là bộ Design Creator Full này các bạn. Đó, DVD 1, DVD 4 này. Bấm vào đây ra cả mớ luôn. Đó. À, thứ hai này. Nhiều vô số kể. Thú thực bây giờ mình ốp lên rồi, tài liệu cứng xóa rồi, nhưng mà nó bị mất nữa thì chắc đau đớn mất chắc mấy tuần nữa. Thôi thu nhỏ lại nha. Thôi hết từ viện Morel. Các bạn vào đó mà kiểm tra, mình chỉ demo từ đây thôi. Bộ điện thì có bộ 10.000 vật liệu. Này mình cũng đã định chỉnh sửa rồi nhưng mà phần cài này, nói chung mình nghĩ rằng bây giờ khá nhiều người có bộ này rồi. Nó khá là hay, mình tập hợp rất nhiều thứ. Ở đây phần hướng dẫn cài đặt gồm có phần accelerator hình như 3-4V gì đó, rồi các map của nước ngoài mất thời gian tập trung rồi thiết kế lại một chút rồi nhồi nhét thêm nó ra tầm, nói là 10.000 thôi, gần tới thôi, không tới. Nhưng mà với tầm đó đã tiết kiệm thời gian thiết kế cho các bạn, đỡ vật liệu rất nhiều rồi. Thôi thu 3D Max lại nhé. Xong rồi. Một phần mà mình đã thấy đắm đuối như vậy đấy. À, su cũng vậy. Còn tiếng Việt thì luôn luôn có, nhưng mà mình chỉ bấm mang tính chất demo ngoài thôi. Còn nó DVD bên trong này các bạn phải tự khám phá. À, chắc chắn là nó sẽ rất hay. Còn tiếng Anh ở đây. À, mình chia ra su dựng hình, su V-Ray và su khác. Khác là nó không xếp vào hai thằng này. À, dựng hình bấm vào đây nó cũng khá nhiều. Hãng InnoSkill có bao nhiêu DVD dạy SketchUp ở đây có hết. Và chỉ cần các bạn đừng lười là các bạn có thể học được hết. Mình dám chắc như vậy. Vì bản thân mình cũng chỉ đi học học của họ và dạy lại thôi. Không có gì cao siêu cả. Có nhiều nói nhiều. Ok. Họ học về Ray này. Nói chung là họ dạy khá bài bản. Bấm vào đây. Mình bấm thư mục Instruction. Chắc chắn là nó sẽ có phần demo cho các bạn. Linda này khá hay. Mình bấm vào nhé. Thôi cố chờ ít thời gian vậy, đằng nào nó cũng lâu rồi. À mà không sao, các bạn xem trên YouTube có thể tua được. Đó. Luôn Full HD, không che tí gì. Tua này. À, hướng dẫn cài. À, từ cài cho tới chinh phục về đây. À, SketchUp. Đó, chỉ vật liệu. Rồi ra chất liệu, nước đồ nó vân vân. Nói chung là biết vậy thôi. À, thu nhỏ lại. Đó, phần Linda chỉ có vậy thôi. À, không phải có vậy, nhiều chứ hả? Phần VTC Tut. Cũng có 3-4. Nói chung là cũng nhiều. Hay là bộ Go High School gì đó. Cũng khá nổi tiếng, sưu tập cũng lâu lắm rồi. V-Ray thì đây. Chuyên V-Ray. Đó, có những bộ mà dạy từ A tới Z phần V-Ray.
từ dựng hình cho tới render và kết xuất file cuối cùng. Đây có lẽ cũng là một bộ điển hình. Sao mà nó review chán thế nhỉ? Tóm lại là như vậy. Material rendering này. Thôi, mỗi phần một chút sơ qua thôi chứ nếu mà nhiều quá thì sẽ khá tốn thời gian. Ngay cả phần mềm Revit cũng vậy, có rất nhiều. Đương nhiên các bạn bấm vào phải chờ một lúc. Tiếng Việt à? Tiếng Việt thì demo sơ thôi, không đi sâu lắm. Có bao nhiêu video thì nó cũng hiển thị ở đó rồi. Mình chỉ đi sâu phần tiếng Anh thôi. Do dính líu bản quyền tiếng Việt nên mình sẽ không demo chuyên sâu làm chi cho mệt. Linda Revit này, bấm vào này. Một Linda cũng có tầm bao nhiêu, 12 DVD các bạn thoải mái, từ 2014 tới 2016, 13, 12 cũng có, chuyên về family này, bấm vào thì chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Thư mục hơi sâu à. Đó, đây cũng chỉnh sửa chỉ cho các bạn học Revit cũng khá nhiều, không ít. Rồi digital này, hãng này cũng khá hay, hình này chắc là nhiều, chắc là phải 37 DVD. Rồi nhắm mắt quất đại thằng đi cho các bạn thấy. Này có 3 DVD, à 3 video thôi, ít quá nhỉ. Rồi quất đại thằng khác là nhiều nhiều hơn, hoành tráng tí cho nó máu. Ít vậy ta, nhắm mắt quất đại không được à? Nhưng nhìn chung là vậy, thằng này khá hơn tí này. Bấm lên các bạn coi. Nói chung là cứ thoải mái. Đấy, bắt đầu tua. Mình cũng nóng ruột không chịu được, bởi vì khá tốn thời gian. Hôm nay quyết định nghỉ buổi chiều để demo video này cho các bạn coi. Đó, dạy từ A tới Z. Thôi vậy là đủ rồi. Thôi nhé, thu anh digital để lại. Ở ngoài ra chúng ta có phần Visual Hyper Urban hay InDesign, nói chung cũng khá nhiều. Thằng này mình tưởng ít, hóa ra cũng nhiều phết á. Giờ mà bắt mình nhớ hay học lại cái này chắc mệt. Thôi thu nhỏ lại nhé, xong Revit. Maya, à Maya thì bá đạo rồi. Làm hoạt họa, bạn nào làm hoạt họa thì phần mềm này nên quan tâm. Thôi bấm cơ bản này. Water nhiều quá, 32. Thôi quốc đại thẳng đi. Cho biết thôi chứ mình bấm hết từng đây chắc hết buổi chiều nay chắc cũng vẫn không hết được. Này của Linda này, nhìn ông này quen. Dạy làm vải sao cho nó mềm mại. Chạy luôn đi cho nhanh. Video này chắc là hơi cũ rồi. Nhìn phiên bản bây giờ biết là 13 này. Thôi được rồi, biết vậy thôi. Đó, mà trong này hình như mình ký hiệu cũng khá là bài bản này. Cơ bản DT, DT là Digital một hãng này. INF, InSkill này, V2B này. Bạn nào biết thì cứ lấy ba ký tự đầu thôi, các bạn sẽ biết là nó thuộc của hãng nào. Đó, đây là Digital này, thì nó ra của hãng này. Cùng cơ bản nhưng mà nó chia nhiều hãng. Hãng này thì luôn luôn có phần demo khá chi tiết ở phần này, phần đầu. Nhưng mà thôi, mình thu nhỏ lại nhé. Uống nước rồi mà vẫn khàn cả tiếng, nhiều quá. Ngoại thất, ngoại thất thì chắc ít. Ít cũng 12 DVD. Nhiều. Sáng tạo môi trường 3D này, ảnh demo này. Nhưng mà mình nghĩ rằng nổi bật nhất ở phần này thì vẫn là phần chuyển động của Maya. Phần chuyển động này rất là hay, mình nghĩ là như thế. Giờ là mình sẽ kiếm một phần chuyển động, hình như là có phần trong phim Transformer gì đó. Khởi động nhanh, khởi động ghép xương. Nó đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là có phần làm mấy chiếc xe trong Transformer đó. Khởi động ghép xương thì coi, không biết là có đúng không. Có đầy đủ hết. Này không phải đâu. À nhầm. Tối này từ từ nhá. Cái đấy thì bạn tự khám phá. Nó ở phần phần phương tiện Maya thì đúng hơn. Nói chung nhiều. Vật dụng này, phương tiện này, phi thuyền này.
mô hình hóa xe V2 kết xuất và hậu kỳ này. Tổ hợp chuyển động bấm cái coi. Chắc là nó đã đúng rồi, đúng ông này này. Ông này mình không hay xem nên không biết. Nhưng mà bật demo các bạn xem, họ dạy cả những chuyển động này nữa. Trông khá hay. Mà chính bằng phần mềm Maya luôn. Vậy những bạn nào có sở thích animation thì chắc chắn phải quan tâm tới những đối tượng này. Maya. Các bạn nhìn thử coi, mình sẽ dành ít, ít chút thời gian không tua cho các bạn nhìn. Đó, họ render đấy, bạn thấy không? Khá là hay. Mình cũng đã có ý định chinh phục phần mềm này rồi nhưng mà không có thời gian. Đó, họ chỉ từng bước một chuyển động từ từ rồi bắt đầu biến đổi. Đấy, 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 từ từ. Khá hay và chi tiết. Bạn nào đam mê thì có thể chinh phục phần mềm này. Chuyển hoạt họa và chuyển động animation. Đó. Đấy. Thôi. Tạm vậy. Đây là phần trong phương tiện. Vật dụng thì cũng có nhiều lắm. Ở phần chuyển động V-Ray Maya mình cũng sưu tập rất nhiều. Thậm chí cả Mental Ray và nhân vật nữa. Nếu học hết từng đây thì 13 bộ DVD thì các bạn cũng có thể làm chủ V-Ray của Maya rồi. Thực ra nó cũng không khác bên Bademark là mấy. Mental Ray. Ngày xưa là mới học Bademark mình đã học Mental Ray. Còn sau này chuyển qua V-Ray Render. Bây giờ nếu mà nhắc tới Mental Ray thì nhiều bạn chắc chắn rằng có thể nói là không biết gì. Đây là phần nhân vật. Ủa, nhân vật này cũng ghê nè. Đó, tạo rồng, tạo đồ gì đó. Thôi bấm cái em này coi xem là gì. Hình như ở đây có nhân vật, có động vật nữa thì phải. Cơ bản ngoại thất nội thất vật dụng chuyển động về ra nhân vật. Đó, khá đầy đủ. Nói chung là toàn video các bạn có thể tra trực tuyến hết. Đây là một điểm lợi điểm vô cùng. Hồi thu nhỏ lại. Cinema 4D. À, tiếng Việt thì khỏi. Vào đó các bạn tự coi, mình khỏi bấm nữa để tiết kiệm thời gian hơn chút. Tiếng Anh thì hình như có 13 hãng. Rồi mỗi hãng thì lại có một đống bên trong nữa. Các bạn cứ chinh phục từng đống một. Riêng anh Digital này có 45 DVD trong này. Rồi anh Linda này xem có bao nhiêu DVD. Có 7 à? Anh khác này xem có nhiều không? Thấy quay quay chắc nhiều, 19. Anh vô vơ thì đó này, bao nhiêu? 8. Cộng tổng vào chắc cũng cỡ vài trăm thôi. À, mình thu nhỏ lại nhé. ZBrush. Phần mềm thôi, gọi tắt phần mềm là Lặn Tượng đi. Cơ bản này. Nếu muốn học thì phải học hết thư mục nhập môn này trước. Vậy, nhập môn thì có 45 DVD, học đến bao giờ hết. Tại sao mình phân chia ra này để các bạn dễ dàng thao tác và chọn cho mình trình độ phù hợp. Còn bạn nào có cơ bản rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua những phần sau. Nói chung gọi là cơ bản thôi, trong đây cũng rất nhiều tuyệt chiêu nâng cao. Phần mềm Lặn Tượng. Đó, đây là model người này. Model game này. Anh này cũng 31 chứ không kém cạnh gì. Nhân vật chắc là nhiều nhất, theo mình nghĩ là như thế. Wow. 65. Bấm lại đi. Để kiểm chứng cho các bạn thấy là mình bấm ngẫu nhiên nhưng mà trong này vẫn đầy đủ video các bạn, có project và có các file để chúng ta xem. Thôi thu nhỏ lại. Động vật à, lại nhiều này, rồng phượng trong này vẽ nhiều lắm. À, demo mạng đuối hàng. Thôi vào đây. Quay quay. Mạng cũng khá cùi bắp. Ừ, đây vẽ con rồng, con rắn hay là con khủng long gì đó. À, chạy ngay đi. Lúc đầu demo rộng trong mà to lắm, bây giờ thì đuối lắm rồi. Các bạn cố gắng ghe nhé. Đấy, vẽ con này. Chỉnh từng tí một luôn. Tóm lại nhìn chung là như vậy. Bây giờ demo kỹ quá, tốn thời gian. À, dưới này thì bạn nào mà học hết thì học, không học hết thì đào về đem bán, theo mình là như thế cũng được. Đó cũng là một ý tưởng kinh doanh đấy các bạn.
Bấm tiếp đây này. Này đến vật dụng. Rồi bấm vậy thôi. Và nó các bạn sẽ tự xử. Zero thì vậy thôi nha. Dino gì đó, phần mềm thiết kế Parametric, thiết kế dựa trên thông số. Digital này, hãng này cũng có nhiều DVD hay này. Rồi bấm phát đi, cho biết nó là gì. Nói chung đây là một kho rất quý giá với bạn nào mà thích tự học, có khả năng tự học cao. Và nếu muốn nhanh thì nên qua một khóa cơ bản. Sau đó thì quay lại đây, mình sẽ bao hết. Trong này đầy đủ. Không chuyên lắm nhưng mà thôi, vậy thôi rồi. Kỹ quá mệt. Rồi, còn hai hạng nữa, các bạn tự xử. SolidWorks, hình như cũng có Autodesk. Nếu nhớ không lầm. Bấm vào đây cũng có cả mớ này. Vậy. Còn Lynda gì đó. Thôi cái này để mô sơ thôi nha, các bạn tự xử. Blender này cũng là phần mềm 3D, có từ CG Cookie gì đó. Đó cũng mười mấy DVD, khá nhiều. Và đến bây giờ mình cũng thực sự thấy cũng khá đuối rồi, rồi sẽ lướt thôi, chắc các bạn cũng chán rồi, rồi thu lại. Các hãng khác tự xử. Unity cũng là phần mềm 3D này, chuyên game hơn các bạn ạ, này là chuyên game. Bạn nào máu me game thì vào đây. 2D Rocking Game Serial. Đó, hay của Interson hướng dẫn nhanh. Đây thì mình không chia hãng. Mà có chia hãng thì nhiều bạn thực ra không đi sưu tập thì cũng không biết hãng đó là hãng gì. Nói chung là lập trình tạo game. Rồi, thu lại. Phóng ra thu lại cũng đuối luôn. Rồi, nu cũng là một dạng phần mềm như vậy. Có digital. Phần mềm inverter. Đôi khi những thứ mình không chuyên nhưng mình vẫn sưu tập. Bởi vì biết đâu mình không cần nhưng có người khác cần mà không biết chỗ nào lấy thì vô đây lấy cũng được. Ở digital này. Ở IndieSkill rồi V2B. À, thu lại. Lumion có cả DVD tiếng Việt. Cái này thì mình đã có một DVD rồi. Trong này cũng có DVD tiếng Anh nữa. Này học hoàn toàn dễ thôi. Bạn nào có DVD của mình rồi thì có khả năng sẽ không cần quan tâm đến phần này. Illustrator, phần mềm thiết kế vector. Kiểu như Corel đó. Đó. Bấm. Này thì mấy bạn bên đồ họa chắc quan tâm hơn. Bấm. À, cũng có demo ở đây. Mình demo sơ coi. Chung những video này họ chưa xử lý xong thì mình chưa coi được. Có những hero nào các bạn thấy hình review rồi nó có thể coi được rồi. À, bộ này khá mới này. Nó hướng dẫn chúng ta làm. Thì thực ra trước khi up bộ thư viện này, mình cũng từng đi dạy và thực ra cũng chỉ học từ những video này ra thôi. Khả năng tự học các bạn nếu mà cao thì các bạn cũng có khả năng tổng hợp và dạy lại những bạn khác để kiếm kiếm thêm khi làm sinh viên. À, tắt có vẻ khó nhỉ, bấm ra ngoài. Rồi thu lại. Rồi tương tự còn nhiều. Hay là auto gì đó này. Nói chung trung bình trong mỗi thư mục thì nó dao động từ 15, 20 tới 30. Có những thư mục thì khoảng 6, 70 cả hơn trăm DVD trong một mục nhỏ nhỏ này này. Vì vậy nó khá nhiều, các bạn nhìn ngoài thì thấy nó gọn gàng vậy thôi. Nhưng mà vào trong thì mình nghĩ là các bạn sẽ bị lạc, hơi choáng ngợp chút. Corel cũng vậy này, cũng có video tiếng Việt, VN tiếng Việt, Linda VTC Bright đó này. Tiếng Việt thì nổi tiếng nhất có lẽ là có chú Hiếu và Mờ Búc. Các bạn có thể truy cập vào và coi. Chia các mục nhỏ nữa. Thôi cái này thì các bạn từ từ coi vậy. Photoshop Element, một phiên bản khác của Photoshop. Phiên bản trên mình giới thiệu đó là dạng phiên bản nâng cao rồi. Bạn nào mà cần phiên bản thấp hơn và nó chỉ nghiêng về chỉnh sửa ảnh rồi tự sướng không thì có thể tìm hiểu mấy Photoshop này. Mình nghĩ rằng nhanh học, học cũng nhanh tiếp thu hơn Photoshop kia. Ở đây cũng đầy đủ.
Ngoài ra chúng ta có phần mềm làm phim After Effects, phần mềm làm hiệu ứng phim, Editor này. Thôi mình cứ xả vào trong rồi cho các bạn coi. Chết cha, hôm nay nhiều khá. 54 à, xem nào, bây giờ nhắm mắt bấm bấm phát đi, xem nó ra gì. 3D intro máy da, cả máy da và bên này, này có lẽ hơi cũ rồi thì phải. Kiếm bộ nào HD chút coi dễ. Ừ, xem này hoành tráng nè. Ừ, nhìn nhìn này cũng được. Bấm vào. Đây là phần mềm làm giả ăn thật. Nghe mình quay một đoạn phim rồi thì mình có thể chồng chất các hiệu ứng lên. Các bạn cứ tưởng tượng đơn giản là mấy quảng cáo trên phim nó làm được này. À, bấm vào ra này. Giả thôi nhé, không phải thật đâu. Đó, ông có gì đâu, ông ngồi ở bàn không à. Đó, công nghệ. Đó. Rồi, ok. Nói chung còn nhiều tip khá là độc ở trong này. Thôi thu lại nha. Nhiều lắm, mình sẽ demo sơ vậy thôi. Hay là in the skill này, to plus này, auto gì đó này. Auto có nhiều không? Nói chung nhiều. Các bạn cứ sắp sẵn ổ cứng tầm trên dưới 10 TB một chút xíu thôi, các bạn sẽ download hết. Flash Pro. Đó. Dạng làm như chuyển động 2D vậy. Rồi lập trình. Phần mềm Flash chắc bên IT chắc sẽ biết và nghiên cứu chú này nhiều, chứ mình thì ít nhưng mà thích sưu tập. Rồi, cứ thu lại đã. Đó. Giúp các bạn học Digital VB đầy đủ. Ừ, này có lẽ nhiều bạn thích nè, Lightroom. Bây giờ thấy phong trào tự xướng nhiều hay dùng phần mềm này chỉnh sửa trên smartphone và trên PC. Lightroom của Linda này, phần mềm chỉnh sửa ảnh khá nhanh và gọn. Một mình ông này đã 41 DVD rồi. Lightroom 4 Power Shortcut này, bấm đại em này. Và Lightroom CC này, này. Mình cũng chưa biết ý nghĩa của từ CC là gì. À, xuống đi đó là một chiếc sân, nói chung dạy rất bài bản ở khoa học. Ok, dùng biết sơ sơ thế thôi, mình không đi sâu nữa đâu, lâu lắm. InDesign phần mềm này gọi là phần mềm như kiểu sắp xếp văn bản, thiết kế làm mấy trang báo, các bạn hay thấy mấy trang báo ấy. Thì phần mềm này chuyên về món này. Linda VTC, Edenskill rồi Digital. Các bạn xem nhiều thư viện mình sẽ thấy là có một vài hãng mà mình hay sưu tập thôi. Rồi Premiere, chỉnh phim, chỉnh ảnh, chỉnh màu rồi. Nói chung là rất nhiều. Đó. Ngoài ra chúng ta có phần Audition, âm thanh. Này chuyên chỉnh âm thanh của hãng Adobe. Rammer, ở đây có mình không phát âm nổi nữa. Mac Workflow Design, phần mềm thiết kế quần áo. Ở đây chúng ta có những video hướng dẫn. Ngoài chúng ta có phần Mockwell Render, đây một trình render. Một trình render hỗ trợ trên cả AutoCAD, à quên, SketchUp. SketchUp 3D Max, rồi Revit, nói chung là đầy đủ. À, đã có một trang Mockwell Render thì đó ở Việt Nam rồi đấy. Của anh bạn Tuấn Anh. Đây là phần hướng dẫn làm quần áo. Nói chung khá hay. Có lẽ bên thời trang thì nên biết phần mềm này. Và ngay cả 3D thì mình cũng đôi khi cũng có làm mấy đồ giường nệm gì đó, mình cũng thể ứng dụng phần mềm này làm được. Có vẻ khá dễ đúng không các bạn? Khá ấn tượng. Theo mình nghĩ là thế. Dưới này có phần dạy Mockwell Render của VTC. Ở đây mới có một bộ duy nhất thôi, mới ra và mình cũng đã tóm được nó rồi. À, có lẽ thấy cũng đã quá đầy đủ để các bạn xem demo bộ thư viện khủng long này rồi.
Còn bạn nào mà yêu cầu cấp quyền truy cập thì vui lòng đọc phần điều kiện truy cập bên dưới. Và các bạn đáp ứng đúng điều kiện thì mình sẽ cấp quyền truy cập cho các bạn. Và mình sẽ chia sẻ rộng rãi nhưng mà giới hạn thôi. Nếu mà nhiều quá thì có lẽ bộ này mà mất thì mình cũng buồn mất mấy tuần đấy. Xin cảm ơn các bạn đã xem demo bộ thư viện khủng long. Chúc các bạn sẽ sở hữu em nó và khai thác hết nguồn tài nguyên này. Bởi vì mình biết rằng đây là bộ thư viện khá quý đối với các bạn đã học, đang học và sẽ học những phần mềm liên quan tới bộ thư viện này. Bye bye.